say mặt. Vì chính Chúa biết rõ mọi điều, người thương công cho ta thật nhiều quyền uy người cao siêu. Chúa biết rõ mọi điều, người sẽ thương công thật nhiều cho ai muốn niềm tin biết lành làm luôn thật đi. Người không đứng cầu nguyện giữa phố xa, vì thiên hạ đã biết việc ngươi và đã khen ngươi, thì còn ích gì trước mặt Chúa Trời. Nhưng người hãy nhớ tìm nơi kín đáo cất lời kinh cầu, vì chính Chúa biết rõ mọi điều. Biết rõ mọi điều, người sẽ thương công thật nhiều cho ai một niềm tin biết lành làm luôn thật đi. Người hãy nhớ ăn chay đừng thiếu đau, vì thiên hạ đã biết yêu ơi và đã khen ơi, thì còn ít gì trước mặt Chúa cho mọi điều, người sẽ thương công thật nhiều cho ai một niềm tin biết lành làm luôn thật tin. Chúa biết cho mọi điều.